Như vậy thì bây giờ là em triển khai cái đó trong cái phân đồ cột đi, công tác xây á. Trong phân đồ cột, cột ví dụ cột phía trước em đang làm là một một phân đoạn đúng không, hai phân đoạn gì đó. Cái này là ba đợt, nhiều đoạn nữa, chi tiết ra rất là nhiều đúng không. Ở đó em có phân hai phân đợt xây tường, hai phân đợt đúng không, Xây tường thì muốn 3 phân đợt, 1 phân đợt tầm 1 mét 2 thì ba phân đợt. Nó có phân đoạn dạ không thưa. không? Thì trong cái dải cột đó em tách thành ba ba dải để thể hiện ba phân đợt. Tại vì cái TRI mình sẽ tính cho từng phân đợt rồi, hiểu không? Dạ đúng rồi. Cái TRI mình sẽ tính cho từng phân đợt, cho nên mình sẽ vẽ ví dụ là phân đợt 1 nó là 3 ngày giới hạn, xây phân đợt 1 3 ngày. Phải kết thúc phân đợt 1 mà nó mới quay lại nó xây lên phân đợt 2. Cho nên các TRI này là nó độc lập nhau. Xong đợt 1 mới lên đợt 2, đợt 3. Cho nên mình không có thể tổng hợp được, tính riêng mà. Vậy là mình phải tách cái cột, chỗ cột mà tầng nào cũng phải ra làm ba để vẽ cái đấy rồi. Thì trong trong kết cấu là phần cột em đâu có phân đợt đúng không, Dạ đúng rồi, cột đổ một lần. đổ một lần từ dưới lên như vậy. Giờ cho nên cái cột, cái dải mình vẽ trong kết cấu đó nó chỉ có một dải thôi, nhưng mà trong cái dải đó mình chia thành ba dải nhỏ để thể hiện ba phân đợt của thằng xây, thằng hoàn thiện. Rồi. Thì với những trường hợp như thế có thể là em vẽ cái chiều cao của cái dải, cái hàng mình thể hiện đó cho nó cao lên một chút để lúc mình chia ba cho nhìn nó hợp lý chút, đúng không? Nó tỷ lệ nó đẹp. Còn nếu nếu trên trên từng phân đồ đó mình có phân đoạn ra nữa thì rõ ràng là một dải đấy bây giờ mình chia thành 6 luôn. Nên mình phải chọn cái tỷ lệ theo phương đứng cho nó hợp lý. Tiếp tục. Cố gắng những cái gì mà thắc mắc có thể là mình trao đổi cho rõ để mình triển khai bên này tới cuối tuần đúng không? Nó được khối lượng ổn ổn chút và tôi sẽ duyệt buổi cuối tuần này nữa. Rồi chắc có lẽ là nghỉ một số tuần rồi mới gặp lại. Một. Còn theo lịch trình thì bữa nay là buổi cuối rồi đúng không? Của cái môn này. Cái với công trình dân dụng mình đó thì ở đây mình bằng rộng mình ngắt ra thành hai phân đoạn, thì cái ý nghĩa của việc ngắt phân đoạn đó là để em biết không, chẳng hạn như toàn bộ mặt bằng thì em chẳng hạn như làm cốt pha ha, cốt pha chẳng hạn, cốt pha sàn đúng không, nếu em không phân đoạn có nghĩa là em làm theo kiểu thi công là gối tiếp đó, có nghĩa là phải làm xong hết cốt pha của sàn đó thì thành cốt thép mới vô. Bây giờ em ngắt làm hai như vậy em làm cốt pha được nửa sàn thì thành cốt thép vô làm phần nửa sàn đó, và thành cốt pha nó qua mặt bằng mới để nó làm cốt pha. Trong trường hợp như vậy thì mình sẽ thấy là mình chỉ có một tổ đội cốt pha thôi đúng không, bởi vì một tổ đội nó làm xong nửa mặt bằng này nó mới qua nửa mặt bằng tiếp. Còn trong trường hợp nếu mà em tổ chức làm song song như vậy thì mặt bằng thứ nhất, nửa mặt bằng thứ nhất cũng có một thằng cốt pha làm, rồi nửa mặt bằng thứ hai cũng có thằng cốt pha làm. Như vậy thì cái số tổ đội mình nó sẽ tăng lên, con người mình nó sẽ tăng lên.
thì tiến độ có thể là nó rút ngắn nhưng mà con người nó sẽ tăng lên. Cho nên một trong những vấn đề mà chúng ta chia ngắt ra cái mặt bằng đó là để cho các cái dây chuyền công nghệ phía sau á nó vào, nó có mặt bằng, nó vào sớm hơn. Rồi, trong khi nhân lực mình cũng là chừng đó người thôi. Cho nên mình chia ra nó có ý nghĩa của nó. Rồi tiếp tục. Thầy cho em hỏi về cái vẽ tiến độ xiên, mình tính một tầng điển hình, nên là lúc mình vẽ tiến độ mình vẽ cũng một tầng điển hình đúng không thầy, hay làm vẽ luôn mấy tầng kia luôn thầy, ví dụ như tầng 2, tầng 7 giống nhau Về mặt tính TRI, khối lượng và TRI là cái em tính giống nhau đúng không? dạ, em tính thì em lấy một tầng, tính một tầng Tầng điển điển hình đó hình, thầy. chỉ một tầng dạ điển hình thôi, nhưng mà dạ vẽ là thì mình phải vẽ hết 7 tầng chứ. dạ 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 Cái vẽ có một tầng thì làm sao ra được cái tiến độ toàn công trình được, dạ không? Tiếp tục. Alo thầy ơi, cho em hỏi là khi mà vẽ tiến độ xuyên đó thầy, để mà vẽ ép sát tới hạn đó, là tụi em bắt đầu vẽ cái công tác phía sau là bắt đầu ngay khi mà công tác ở phía trước nó kết thúc ở phân đoạn đầu tiên, thì cái công tác phía sau đó, nó nằm ở giữa giữa ngày, thì tụi em giờ ra hẳn ra bắt đầu từ ngày hôm sau được không thầy? Sao em có nghĩa là Là cái công tác phía sau á, để mà vẽ ép sát á, thì nó nằm ở giữa ngày á thầy, nó nằm ở nửa một của một à, ngày. rồi rồi thầy hiểu rồi, có nghĩa là nó lỡ lỡ nửa ngày á Dạ đúng rồi thầy. thì tùy mình à. Có nghĩa là cái này nó kết thúc, chẳng hạn em tính TRI bằng 1.5 rồi đúng không? Nó xảy ra Dạ chuyện đúng đó. rồi. Thì mình đặt ngay chỗ đó cũng được. Đúng không? À, nếu chẳng hạn như là cốt thép, cốt pha xong tới cốt thép thì rõ ràng là nó làm cốt pha xong nối tiếp cốt thép là được đúng không? Còn Dạ. chẳng hạn như đổ bê tông rồi chẳng hạn thì chúng ta cũng phải xem xét bê tông xong thường công nhân nó có nghỉ chứ, nó đâu có làm liên tục. Cho nên về việc đó các em còn cân nhắc đến cái biểu đồ nhân lực nữa nghe, có nghĩa là về mặt nguyên tắc đó là chẳng hạn như xong cốt thép ở phân đoạn đó thì xong cốt pha ở đó thì cốt pha có thể là nhảy vô làm được, cốt thép có vô làm được liền đúng không? Nhưng mà Yeah. chúng ta trong trường hợp đó chúng ta còn phải xem xét cân nhắc là nó vô làm liền thì biểu đồ vô nhân lực chỗ đó nó có bay lên nút trên cao hay không đó. Nếu nó bay lên cao quá thì chúng ta sẽ phải giải quyết là cho nó lùi ra để nó giảm biểu đồ nhân lực xuống. Cho nên việc quyết định một cái công việc nào đó nó bắt đầu ở vị trí nào, chúng ta phải cân nhắc hai vấn đề. Thứ nhất đó là quan hệ về mặt kỹ thuật, có nghĩa là về mặt diện công tác trên mặt bằng nó đã tạo ra chưa, có nghĩa nó đã có diện công tác, có nghĩa là tại vị trí đó có thể bắt đầu công tác phía sau được. Nhưng mà mình phải quan tâm đến vấn đề tổ chức nữa.